Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Để tạo mầm hoa cho cây ổi và kích cho hoa ra mạnh, ra sớm và phòng trị cả những con rầy rệp, con bọ trĩ luôn, thì ở đây em có cái cặp loại chai gói như thế này nhé. Một cặp chai gói như này các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 400 lít nước này. Như các anh chị đang thấy ở trên video đây thì ngay bây giờ em đang soạn cái đơn hàng của anh Tâm ở Quảng Trị mang về để sử dụng cho cây ổi nhé. Hiện tại thì ổi của nhà anh Tâm nó đang nằm trong thời điểm mà đang chuẩn bị ra hoa đậu trái. Các anh chị đang thấy trên màn hình đây là một trong số những cái đơn hàng mà em đã giao đến anh Tâm thành công từ nhiều lần trước đó rồi cô chú anh chị em nhé. Đấy. Vào trong cái thời điểm này thì một số cây ổi nó cũng sẽ có xuất hiện cả những cái con bọ trĩ và những cái con rệp, cái con rệp trắng này nhé. Thì trong đây em có cho kết hợp cùng với cả cái gói mà thần điêu siêu diệt chích hút này này. Một cặp chai gói như này thì các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 20 bình, loại bình 20 lít nhé. Cái loại thuốc diệt chích hút này thì nó cũng là cái loại mát nhé, loại mát. Thế nên là nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến hoa và quả non mà thuốc còn lưu dẫn mạnh này. Thế nên các anh chị có thể sử dụng vào trong cái thời điểm này cực kỳ an toàn cho cây nhé. Một cái cặp đôi như này thì các anh chị pha được khoảng tầm 20 bình đeo lưng là bằng với 400 lít nước. Nó sẽ bằng với 2 phi, mỗi phi 200 lít này. Nó sẽ có tác dụng là tạo mầm hoa và chống nghẹn hoa cho cây cây ổi hoặc là những cái cây ăn trái của các anh chị này. Và nó sẽ giúp cho cây là kích ra hoa sớm, ra hoa mạnh và ra hoa đều hơn nhé. Nó còn giúp là đậu trái nhiều, trái to và tăng năng suất cho cây này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm mà phun xịt cho cây ổi hoặc là những loại cây trồng khác thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai cái số điện thoại trên màn hình, cái dòng số bên trên của em là có Zalo nhé. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.